số 12 ngõ hẻm Cẩu Vĩ 3 chính là chỗ này. Xin hỏi. Người Tây Dương, người Tây Dương tới rồi kìa. Đúng rồi, là người Tây Dương. Nhĩ Khang, người sao Huyên lại ở đây? Họ tới đây làm gì vậy? Đúng, người Tây Dương tới đây làm gì? Sao ông ta lại tới đây? Tôi mới ngạc nhiên đó, tại sao Huyên lại ở đây? Người Tây Dương tới kìa. Đó chính là người đã đánh nhau với Tiểu Yến Tử lúc trước. Ca ca, vậy nghĩa là sao? Huyên cũng không biết nữa. Tôi đi đưa thư, tôi tới giao đồ cho các vị. Cái này là của Tiêu Yến Tử gửi về. Cô nói rất mong mọi người mua căn nhà lớn hơn để cho các ông các bà có được căn phòng riêng của mình, còn bọn trẻ đều được ăn no và mặc ấm. Cô còn nói chỉ cần có dịp nhất định sẽ quay về thăm mọi người. Hôm nay thần tài tới thăm nơi này sao? Sao lại gửi tiền cho chúng tôi vậy chứ? Huynh gặp được Tiểu Yến Tử sao? Đúng vậy, hình như ngày nào cũng gặp cô ấy hết. Chuyện trước đây cô ấy sống ở đây tôi cũng biết luôn mà. Tử Di, đây là Ban Kiệt Minh, là môn sinh đắc ý của giáo sĩ Lan Thế Ninh, đồng thời cũng là họa sĩ trong cung. Ban Kiệt Minh, đây là Tử Di, là tỷ muội kết nghĩa của Tiểu Yến Tử. Tử Vi cô nương, ngưỡng mộ cô đã lâu rồi. Câu chuyện của cô Tiểu Yến Tử đã nói với tôi. Hôm nay không phải là lần đầu tiên được quen biết các vị. Trước đây đánh nhau một trận trên đường phố, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong một tình huống như vậy. Tuy tôi không phải là người Trung Hoa, nhưng tôi là người được Tiểu Yến Tử tin cậy. Lần trước Huynh có vẽ cho Tiểu Yến Tử mấy bức tranh, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Tranh của Huynh khiến cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Huynh đã gặp được Tiểu Yến Tử, được Tiểu Yến Tử tín nhiệm, vậy là chúng tôi coi Huynh như người một nhà rồi. Mong Huynh nói lại với Tiểu Yến Tử, hãy bảo trọng bản thân, chính là yêu thương tất cả chúng tôi. Được, nhất định tôi sẽ nói lại. Người một nhà chưa chắc như vậy đâu. Đánh sao vậy? Ngươi còn nợ ta một trận đó. Đánh bên trái. Có gì từ từ nói chuyện, không được ra tay. Ca ca, nếu muốn chơi thì phải chơi đẹp một chút. Hay để đó cho muội, đừng để thua lão Tây Dương đó. Đừng thấy dốc dáng cao to như vậy sẽ làm muội sợ nha. Vì trong số các cô nương muội cũng được coi là người cao, cho nên muội muốn so tài một chút. Ca ca, Huynh đánh xong rồi, đến muội. Cái gì? Cô còn muốn so tài nữa à? Hơi. Nè, hai người so tài tới đây là được rồi. Tôi thấy bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức đó. Ban Kiệt Minh, hoan nghênh Huynh đã trở thành người một nhà. Vừa rồi là nghi thức chào đón. Liễu Thanh đắc tội rồi. Hóa ra đây là nghi thức chào đón sao? Liễu Thanh, khâm phục khâm phục nha. Cao thủ thật sự đang ở đây. Võ thuật của Trung Hoa đúng là cao siêu. Sao Huynh luyện được tới vậy? Lúc nãy Huynh đã cứu được đứa bé một cách nhanh như chớp đấy. Tôi sẽ dạy cho. Nhớ nha. Quân tử nhất ngôn. Thế nào rồi? Tôi đã thành người một nhà chưa? Bây giờ sao? Tới phiên tôi nha. Cô nương à, giờ cao đánh khẽ, Ban Kiệt Minh tôi đã được trải qua khảo thí rồi, không dám đấu nữa. Là người Tây Dương mà nói năng y như người Mãn Thanh,
Vậy tha cho huynh đó. Thôi đi. Đấm bên trái, đấm bên phải, đá liên quan. Tiểu Yến Tử nói rất đúng. Người ở đây sống vui vẻ hơn những cái cách và ca ở trong cung điện. Hoàng thượng, thần thiếp cũng biết gần đây vì chuyện Hoàng Châu Cách Cách và chuyện của lệnh phi nương nương mà đối với thần thiếp, hoàng thượng không được hài lòng. Thần thiếp xin thỉnh tội với hoàng thượng. Không cần nói những câu thỉnh tội hay không thỉnh tội. Chúng ta là hoàng thất, giữa các phi tần sẽ khó dung hòa. Dù ở các gia đình bình thường cũng sẽ có lúc phu thê bất hòa với nhau. Đó là chuyện thường tình mà. Có điều, vốn dĩ nàng là người hòa nhã nhất trong cung. Không hiểu sao cứ mỗi năm trôi qua, nàng lại ngày càng trở nên sắc bén như vậy. Đêm hôm đó bắt trói và tát tay Tiểu Yên Tử, nói thật ra là cũng hơi quá đáng đó. Thần thiếp đã biết sai rồi. Sau này thần thiếp sẽ nghe theo lời hoàng thượng, không chế cơn giận của mình. Hoàng thượng, thật ra người hiểu thần thiếp rất rõ. Những lần thần thiếp không khống chế được bản thân đều là muốn tốt cho hoàng thượng. Kể từ lúc vào cung, thần thiếp chỉ biết nghĩ cho hoàng thượng, không nghĩ cho mình. Thật ra thì trẫm biết rõ điều này. Hoàng thượng là người trọng tình trọng nghĩa. Mỗi lần đứng trước chuyện tình cảm đều lấy chữ tình làm điểm xuất phát. Đây chính là điểm khiến cho người ta thấy cảm động nhất. Lần này hoàng thượng đối với Hoàng Châu Cách Cách cũng giống như vậy. Nghĩ mẫu thân của Hoàng Châu đã chờ đợi một đời, nên đối với Hoàng Châu Cách Cách, hoàng thượng khó nén được tình cảm. Vậy là nàng đã hiểu được tận đế lập của trẫm rồi. Nếu đã hiểu được như vậy, thì với Hoàng Châu sao nàng không thể khoan dung một chút, sủng ái một chút? Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi. Đừng nói bây giờ thiếp là hoàng hậu, cho dù thiếp là phi tử, thiếp cũng không đối nghịch với Hoàng Châu Cách Cách. Huống chi thiếp biết rõ hoàng thượng rất thích Hoàng Châu Cách Cách. Chỉ có điều Hoàng Châu Cách Cách đúng là có hơi ngang bướng. Hoàng thượng không thể nuông chiều Hoàng Châu suốt cả đời như vậy được. Vậy là hại Cách Cách đó. Nó lại thế nào nữa? Hôm trước ở Ngự Hoa Viên, con bé dẫn đầu dài Tiểu Cách Cách, Tiểu A Ca, gây ồn ào hết sức. Thần thiếp thấy không được vừa mắt nên đã can thiệp vào một chút. Cách Cách liền cho thần thiếp một bài học nhỏ. Cái gì? Tôi dám ra tay với nàng? Thần thiếp còn không sao. Dung Ma Ma mới thê thảm. Dung Ma Ma, là do lỗi của nô tỳ, không nên để cho hoàng hậu nương nương bị thương, mà trước đó nên chặn lại mới phải. Lý nào lại như vậy? Lệnh phi nương nương đã quá nuông chiều Tiểu Yến Tử rồi, cái gì cũng chiều con bé. Tiểu Yến Tử học hành không chăm chỉ, phép tắc không hiểu, xem ra thì không ra dáng một Cách Cách chút nào, thì làm sao khiến người ta tôn trọng? Hoàng thượng không thể tôn trọng con bé suốt đời, bảo vệ suốt đời. Con bé cũng đã 18 tuổi, cũng đã tới lứa tuổi để chỉ hôn. Vậy mà cứ gây chuyện như vậy hoài, thì ngạc phu tương lai liệu có thích hay không? Hơn nữa, lão Phật gia đã sắp về rồi. Một Hoàng Châu Cách Cách như vậy, lão Phật gia chấp nhận được không? Nàng nói cũng có lý. Con bé cứ như vậy thì có thể lão Phật gia sẽ không chấp nhận. Không thể không dạy lại nó. Hôm nay trẫm phải đi Sở Quân Cơ một chuyến. Vậy nàng hãy sắp xếp đi. Bắt đầu từ mai sẽ dạy nó quy tắc.
Huynh đang chờ đợi ngắm hoàng hôn hay đang chờ đợi người nào đó? Đừng nói với huynh là muội đang chờ đợi Kim Tỏa đó. Bộ huynh thích câu trả lời đó sao? Vậy thì bây giờ muội nên trả lời huynh thế nào? Nếu như có người đang trông ngóng huynh, chờ đợi huynh, thì huynh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Huynh chỉ cần niềm hạnh phúc đơn giản như vậy thôi sao? Như vậy là có thể thỏa mãn rồi sao? Độc tọa hoàng hôn Thùy thị bạn, tử di qua bạn tử di lan. Tiểu đăng tử, chẳng phải huynh luôn nói Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? 72 phép thần thông đâu rồi? Tôi không tin là cách chúng ta lại chịu thua trước một lão tôn có chút xíu như vậy, đúng không? Đúng vậy, đúng đúng. Tôn Ngộ Không không được, tôi sẽ tìm Trư Bát Giới. Thi, thi. Ông nói heo vẫn là heo, ông ấy tới thành Bắc Kinh này thì cũng vẫn là một con heo mập khờ khạo đần độn, tham ăn và lười biếng, lại háo sắc nữa. Đúng vậy, lười biếng lại háo sắc. Mau. Cách à, hay là chúng ta đừng chơi tiếp nữa được không? Chúng tôi không chơi lại cách đâu. Đúng vậy. Sao lại như vậy được? Sao lại không chơi tiếp chứ? Ở đây không chơi ra khỏi cung, không thể nào gặp được Tử Di, cũng không thể về đại tạp diện, lại còn không cho đánh bạc. Thử hỏi làm sao sống nổi đây? Đúng rồi, có nói năng bậy bạ nữa. Mau. Thảy đi. Đúng rồi. Thảy. Đại. Hay quá. Mau đưa tiền đây. Mau. Mau đưa tiền. Hoàng thượng giá đâu? Hoàng hậu nương nương giá đâu? Mời chúng tới. Các người mau lên đi. Ê, nhìn lên, nhìn lên. Hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng. Tiểu Yến Tử cung thỉnh Hoàng A Mã Thánh An, Hoàng hậu nương nương Kim An. Cách cách, không biết cô đang làm gì mà vui quá vậy hả? Tiểu Yến Tử, mấy thứ đó là cái gì vậy?
ai đã đem con xúc sắc kia vào trong cung? Hoàng A Mã, xin ngài đừng trách bọn họ. Do con đã bắt họ đi tìm xúc sắc cho con. Dù sao thì ở đây cũng rảnh rỗi mà, nên giết thời gian một chút. Các ngươi thật đúng là to gan. Một cách cách ngoan hiền như vậy đã bị các ngươi làm cho hư. Tài tử chúng thần đáng chết. Tài tử chúng thần là cái gì? Hoàng A Mã, do con đã kêu họ nói là chúng tôi, chứ không cho họ nói là nô tài đáng chết. Ở Thốt Phương Trai thì họ là tứ đại tài tử. Học hành cũng thiệt là hay đó. Cái gì mà tứ đại tài tử? Nàng nói không sai chút nào. Tiểu Yên Tử không thể bỏ lơ cho được. Tiểu Yên Tử, con qua đây. Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng con qua thư phòng để kỹ sư phụ dạy viết chữ đọc sách. Còn buổi chiều, Dung Mama sẽ dạy con quy tắc. Dung Mama là người cao tuổi ở trong cung, con phải lễ phép một chút. Chuyện dùng ám khí gây thương tích cho người khác tuyệt đối không được xảy ra nữa. Nếu con còn dám trèo tường thì trẫm sẽ nhốt con lại luôn. Quân bất hy ngôn, tốt nhất con hãy nghe lời trẫm đi. Dùng mà tham kiến cách cách. Cách cách thiền tuế, thiền thiền tuế. Hoàng A Mã, sao người lại đối xử với con như vậy? Bởi vì trẫm hiểu thế nào là được nuông chiều sẽ sinh hư, và thế nào là thương quá sẽ quá hại. Trẫm không thể dung túng cho con nữa. Cái gì nuông nuông sinh sinh? Cái gì thương quá sẽ quá quá sẽ quá? Hoàng A Mã, người đừng nói văn chương với con. Người không thích con đánh bạc, không đánh là được rồi. Chứ còn giao con cho Dung Mama, chẳng khác nào đem gà giao cho con chồn chứ. Sau này nếu người có muốn tìm con, sợ là xương cũng tìm không thấy. Trẫm đã quyết định vậy rồi, không được nói gì nữa. Kêu con học quy tắc thì học quy tắc, chứ con không biết gì theo kiểu đó, cứ lung tung như vậy, trẫm không thể nào chịu đựng được nữa. Dung Mama, có nô tài. Tài giao cách cách cho bà đó. Nô tài tuân lệnh. Không được tát tay con bé. Nô tài tuân lệnh. Nô tỳ Dung Mama khấu kiến Hoàng Châu cách cách, cung thỉnh cách cách phúc thể an khang. Nô tài tái hổ, tái báo. Khấu kiến Hoàng Châu cách cách, cách cách, cung thỉnh Hoàng Châu cách cách, cách thiên tuế, thiên tuế. Chẳng phải hai người chính là người đã phát hiện tay trèo tường và còn bắt trói ta lại đó hay sao? Bẩm cách cách, nô tài tái hổ đang gác ở cảnh nhân cung, đêm đó đã đắc tội với cách cách. Hoàng thượng đã đặt phái hai huynh đệ tái hổ tái báo tới đây và nô tỳ hầu hạ cách cách. Hoàng thượng cũng nói sợ cách cách nổi hứng lại leo lên cột nhà hay mái hiên, rồi lỡ xuống không được thì có hai huynh đệ này hầu hạ. À, thôi ta hiểu rồi. Quá ra sư phụ cần phải có thêm hai tay chân nữa. Ta hỏi hai người, ngoài việc làm hai trợ thủ ra, còn có tài cán gì khác nữa không? Ra vài chiêu cho ta coi thử đi. Dạ. Giỏi. Tiểu Trác Tử, người ta như vậy mới là công phu thật sự đó. Đó chẳng qua là tài lẻ của Tôn Ngộ Không mà thôi. Ngày mai ta cũng để một tảng đá lớn cho các huynh coi. Trời ơi, đừng có khoác lác, nói mà không biết ngượng miệng luôn. Tôi thấy chắc tôi phải tới cung như ý của ban quả sư để xin một ít keo và dán miệng huynh lại đó. Dán miệng của huynh đó. Trời đất thánh thần ơi, hai huynh đệ này đúng là quá lợi hại. Nô tài biểu diễn xong. Mau đứng lên, đứng lên đi.
hai người đúng là có tài. Ê, vậy tại sao hai người lại theo giúp hoàng hậu để gây rắc rối cho ta chứ? Ê, hay là hai người từ cảnh dương cung chuyển qua thốc phương trai của ta có được hay không? Về chuyện hai người đã trói ta, từ nay sẽ không truy cứu. Ta còn muốn bái hai người làm sư phụ. Nô tài không dám. Nô tài không dám. Cách cách đã coi nô tài biểu diễn xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu học quy tắc được chưa? Dung ba ba, chúng ta cùng trao đổi điều kiện nhé. Nô tỳ không dám bàn điều kiện với cách cách. Nô tỳ biết là trong lòng cách cách hoàn toàn không muốn học quy tắc chút nào. Nô tỳ chỉ bụng chỉ làm việc, chứ không thể quan tâm là cách cách có thích hay không thích. Hoàng thượng có lệnh, nô tỳ lại không dám kháng chỉ. Nếu như cách cách có thể chăm chỉ học hành, nô tỳ sẽ sớm báo cáo kết quả. Cách cách sẽ thoát khỏi nô tỳ sớm. Điều này tốt cho nô tỳ và cách cách, nên cầu xin cách cách đừng thoái thác nữa. Cái gì mà một chừng cách cách nô tỳ vậy? Cứ như là trao khẩu lệnh, dù sao mình cũng không thoát được rồi. Cách cách, quy tắc trong cung chỉ có phần lễ nghi thì có phân biệt ngũ lễ, còn liên quan tới việc lễ bái là các lễ. Chuyện về quan hôn là gia lễ, chuyện về binh khách gọi là binh lễ, chuyện về quân tộc gọi là quân lễ, còn chuyện về mai táng gọi là hung lễ. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ cơ bản nhất là lễ thỉnh an. Lễ thỉnh an này giữa nam và nữ có sự khác biệt. Động tác thỉnh an của nữ là để hai tay trên đầu gối bên trái, sau đó chân phải hơi chùng xuống một chút, cúi người về phía trước hành lễ. Chỉ là chùng gối xuống hành lễ thôi mà, có gì khó khăn đâu. Hai tay cách cách để như vậy là không đúng rồi. Hai tay là bắt buộc phải để trên đầu gối. Mời làm lại lần nữa. Gối trái như vậy là đúng rồi, nhưng mà động tác chùng gối cúi người xuống phải trang nghiêm tao nhã, chứ không được tùy tiện. Mời cách cách làm lại lần nữa. À, cái gì mà trang nghiêm tao nhã? Ta chùng gối xuống rồi còn chưa được sao? Vậy vẫn chưa đúng. Vậy vẫn chưa đúng. Mời làm lại lần nữa. Vậy vẫn chưa đúng. Mời cách cách làm lại lần nữa. Lễ thỉnh an phân biệt ra quỳ gối khấu đầu lễ, quỳ gối lễ, nói vạn phúc lễ, gật đầu lễ. Đó là bốn cách quỳ khác nhau. Nếu như cách cách gặp được hậu cung và các quý nhân trở xuống thì hành lễ gật đầu. Còn nếu như gặp phải lĩnh phi nương nương thuộc hàng đẳng cấp quý phi thì có thể quỳ gối lễ hoặc nói vạn phúc lễ. Quan trọng nhất là lúc gặp hoàng thượng và hoàng hậu thì cần phải hành lễ thật nghiêm trang, quỳ gối khấu đầu lễ. Ê, được rồi, được rồi. Chị mới nghe bà nói cái lễ này lễ kia thôi, ta đã muốn quay cuồng choáng váng, chóng mặt muốn chết rồi. Tóm lại ở trong hoàng cung này, hễ gặp ai ta quỳ xuống là được rồi. Cách cách, quỳ cũng phải có trình tự, quỳ cũng phải có quy tắc. Cô phải giữ lưng cho thật thẳng, rồi hai gối gập xuống một cách thật là cung kính. Ngoài ra còn phải học cách phân biệt quỳ đón, quỳ tiễn, quỳ nghe, quỳ đọc, quỳ nhận. Chứ quỳ như cô thì không ra dáng quỳ, là đại kỵ trong cung. Nếu là một nô tỳ bình thường đã bị lôi ra đánh đòn lâu rồi. Mời làm lại lần nữa. Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi. Thôi. Mời quỳ lại lần nữa. Cách cách, mời quỳ lại lần nữa. Cách cách, mời quỳ lại lần nữa. Cách cách, mời quỳ lại lần nữa. Mời quỳ lại lần nữa. Quỳ xong rồi phải cúi đầu sát đất. Cách cúi đầu xem ra thì đơn giản, nhưng mà trên thực tế là phải biết cách. Lần nào cách cách cũng làm không đúng. Quỳ cũng phải nghiêm chỉnh. Hai chân phải khép vào nhau, không được dạn ra. Hai tay phải đặt lên nhau và đặt về phía trước mặt, rồi cúi đầu xuống đất. Sau khi chạm vào mu bàn tay của mình là được rồi, chứ không cần trán phải chạm xuống đất. Đây chính là cách của nô tài, chứ không phải là cách cách. Mời cách cách làm lại lần nữa. Hả? Làm lại lần nữa. Cách cách sai rồi. Hai tay của người không thể đặt hai bên được. Mời làm lại lần nữa. Cách cách lại sai rồi. Hai tay phải để lên nhau. Mời làm lại lần nữa. Rốt cuộc ta phải làm bao nhiêu lần thì bà mới vừa ý đây? Làm chừng nào đúng thì thôi. Cách cách lại sai rồi, làm lại lần nữa.
Nữa. Quỳnh không thể không nói được. Quỳnh muốn cho muội biết rằng, cho dù muội là Cách Cách hay là một nữ tử bình thường, lòng Quỳnh cũng đã quyết là sẽ cưới muội làm vợ. Nhưng chắc chắn hoàng thượng sẽ không chỉ hôn muội cho Quỳnh, vì hoàng thượng không biết được là có một người như muội. Chuyện này đây cứ giống như là ông trời muốn trêu đùa với Quỳnh vậy. Bên cạnh Quỳnh có một Cách Cách, hoàng thượng lại muốn Quỳnh làm ngạc phụ, nhưng Quỳnh không có cách nào nói với người xin chỉ hôn Tử Di cho Quỳnh. Muội đã hiểu được lòng của huynh, những điều huynh nói muội hiểu hết. Trước đây muội cứ cảm thấy kỳ lạ là tại sao huynh vẫn chưa chịu thành thân, nhưng mà bây giờ muội đã hiểu được rồi. Chúng ta nói tới đây có được không? Trời trong xanh như vậy, đồng cỏ xanh mát như vậy, chúng ta nên vui vẻ một chút, đừng nên phụ lại cảnh đẹp. Nhưng huynh vẫn chưa nói hết lời. Huynh đừng nói nữa, đừng phá vỡ tâm trạng đang vui của muội. Muội rất muốn được tung tăng trên thảo nguyên cùng với huynh. Vậy mình cùng chạy nhé.
Giao lúc chiều tối thì có tế chiều, hai mùa xuân thu còn có đại điển tế can, giao các ngày lễ tiết còn có tế thần, cho nên lễ nghi cúng tế càng không thể coi thường. Nếu lúc nãy Cách Cách đã học lễ quỳ gối khấu đầu rồi, thì bây giờ chúng ta học tới lễ tam quỳ cửu khấu đại lễ cúng tế. Cách Cách, hai tay dâng phẩm cúng, đưa cao hơn mày, thành tâm cúi người hành lễ, dâng quả trước đi. Bái tới bái lui, hồng cúng vẫn chưa bái đủ sao? Sau khi dâng quả xong sẽ phải học tam quỳ cửu khấu, quỳ gối khấu đầu lễ, mời hành lễ, tổng cộng có tới 12 món đồ cúng. 12 món? Mỗi món đều phải tam quỳ cửu khấu? Muốn ta chết luôn sao? Phải bái tới khi nào mới xong đây? Đây là chỉ cho Cách Cách học lễ nghi, chứ cúng tế chính thức còn phải ra ngoài Khôn Ninh cung giết heo, tế huyết tế thịt. Cách Cách, mời Cách Cách bái lễ. Dung ma ma, bà đang cố ý muốn chơi ta sao? Bà đã tát ta một bạt tai, bản thân bà cũng không có lợi gì. Bà muốn trả thù đúng không? Lễ bái thì có gì phiền phức đâu, đâu phải ta đây chưa từng bái tổ tiên. Cách Cách, tế thần ở gia đình thường dân, ta không thể nào đem ra so sánh với trong hoàng cung được. Mời tiếp tục. Bà Dung Mama để dám ăn hiếp Cách Cách của chúng ta, tôi sẽ mời Bạch Cúc Tinh tới trị bà ta. Cách Cách, nô tài tiểu trái tử rất muốn dùng phục ma trưởng của mình cho bà ta biết tay. Ôi trời đất ơi, tiểu văn tử sẽ mời bao công. Nhưng bao công chưa tới thì táo sẽ đầy sàn. Bạch Cốt Tinh cũng được, phục mai trưởng càng tốt, nhưng đều không bằng Cách Cách của chúng ta. Cách Cách, cứ tạc thêm nữa đi, đừng có khách sáo. Tiểu Di, chúng ta cùng chơi trò này nhé. Là trò chơi gì vậy? Chúng ta sẽ đối thơ. Quynh đọc một câu trước, muội đọc một câu sau. Nếu như muội không đối lại được sẽ bị phạt. Quá ra thiếu gia Nhĩ Khang muốn thử học vấn của muội sao? Phạt thế nào? Khi nào muội không đối được câu của huynh thì huynh sẽ nói phạt thế nào. Sau đó đổi lại muội sẽ đọc câu trước, còn huynh đọc câu sau. Nếu như huynh đối lại không được thì cũng sẽ bị phạt. Được, huynh ra đề trước. Thân không cánh phượng, giúp bay cao. Tâm tựa gần nhau chia cảm xúc. Quyên ương vốn dĩ rất đa tình. Mưa sa giông tố chốn đi về. Tim đàn bao lần giữa biển người. Chợt quay đầu lại, người đã quay về, ngồi bên bếp lửa hồng. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.
tìm gặp nàng thật khó. Nguyện gặp ý Trung Lan. Hỏi thế gian tình là gì mà người ta sống chết vì nhau? Đạt chung ý nguyện, cùng sống chết. Nguyện thành nguyên ương sống trọn đời, kết tóc thành phu thê, ân ái mãi không thôi. Trang điểm thì thầm. Thường nói đứng phải ra đứng, ngồi phải ra ngồi. Muốn ngồi thì cũng phải có quy tắc. Cần phải đi nhẹ nhàng giống như vậy. Sau đó từ từ ngồi xuống. Hai tay xếp lại và để ở chỗ này. Cách cách, mời ngồi. Cách cách mời đứng dậy. Nhớ là khi ngồi xuống ghế tuyệt đối không để phát ra âm thanh. Xin làm lại lần nữa. Mời cách cách đứng dậy. Dáng ngồi phải ngay ngắn mới được. Nhớ là hai bàn chân cần phải để dưới ghế. Mời làm lại lần nữa. 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 Cách cách, bây giờ chúng ta luyện tập lễ nghi cơ bản nhất. Làm sao nói chuyện? Hả? Ta đã 18 tuổi rồi, cần bà dạy ta nói chuyện hay sao? Nói chuyện chính là học thức lớn nhất. Âm thanh phải rõ ràng, thái độ phải từ tốn, là lớn tiếng giống như lúc nãy thật sự không nên chút nào. Mời cách cách hãy nói vài câu. Ta nói Dung ma ma bà là một lão yêu quái, bà là quỷ già xoa, là quỷ đầu thai. Nói lời ác ý chính là điều cấm kỵ trong cung. Lúc cách cách vào cung cho tới bây giờ dường như chưa nói được lời nào đàng hoàng. Mời cách cách hãy nói lại vài câu. Dung ma ma, bà là một bông qua loa kèn cắm bãi phân trâu, cây bìm bìm trên bãi phân heo. Chỉ đáng tiếc là qua tàn hết rồi, chỉ nhìn thấy phân trâu và phân heo thôi. Cách cách nói rất hay, những lời vừa nói quá tuyệt vời luôn. Xem ra tiểu đặng tử ta thỉnh tới đây, Bạch Cốt Tinh đã ra quai rồi. Bà ta cũng nói nên lời luôn. Các cách chúng ta đang ra quai, không phải Bạch Cốt Tinh đó.
Từ lúc tôi vào cung tới nay, lần đầu tiên thấy Dung Mama khó xử như vậy đó. Cách Cách, người quá giỏi luôn. Tiểu trác tử này khâm phục người. Cách Cách có nhiều thời gian, từ từ suy nghĩ, từ từ nói, khi nào nói đúng mới thôi. Nô tài có rất nhiều thời gian hầu hạ Cách Cách. Cuối cùng bà muốn ta nói gì đây? Thì nói vài câu nghiêm túc đó. Nói lời nào có phong thái phù hợp với thân phận và địa vị. Tiếp theo, chúng ta học cách cười như thế nào? Nụ cười cũng cần phải có học thức. Ta mà cần bà dạy cười như thế nào sao? Điều này đúng là mắc cười muốn chết luôn. Mời Cách Cách cười coi. Người là Cách Cách không thể cười như vậy. Không được cười ha ha lớn tiếng, cũng không được mở miệng lớn như vậy. Chỉ được mỉm cười. Mời Cách Cách cười mỉm một cái. Cách Cách lại sai rồi. Khi nở nụ cười thì miệng phải khép lại, không được để lộ răng ra ngoài. Vậy bà cười đi, bà hãy cười cho ta coi đi. Nếu như ta mà cười xấu xí như bà, ta đập đầu vô tường chết chắc rồi. Nhưng mà ba, để ta dạy bà cách cười như thế nào nha. Cười là phải cười từ trong lòng ra mới là cười. Phải vui vẻ thì mới gọi là cười. Nhìn tứ đại tài tử đó đi, và hai đại mỹ nhân nữa. Cười như vậy mới là cười. Còn giống như bà là giả bộ cười thôi. Bà có hiểu không? Bà đã dạy quy tắc tao suốt cả buổi chiều, tất cả đều là giả bộ làm tịch. Bà hiểu không? Nô tài không hiểu. Hôm nay Cách Cách học không được thì ngày mai học tiếp. Ngày mai học không được thì ngày mốt học tiếp. Tóm lại, ngày ngày nô tài đều tới dạy cho Cách Cách. Dạy tới khi nào Cách Cách học được mới thôi. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt bà, ta sẽ gặp ác mộng đó. Cười thì cười, ai sợ ai chứ. Làm gì vậy? Một bàn đầy thức ăn mà không cho ăn là sao? Quy tắc vẫn chưa học xong, Cách Cách không nên nôn nóng. Hoàng thượng trong hoàng cung, người thường xuyên ban tiệc, thứ tự ghế ngồi trên bàn tiệc cũng cần phải có kiến thức mới được. Với thân phận của Cách Cách, vị trí phải ngồi ở đâu? Người có biết không? Có ăn là đã mừng thầm trong bụng rồi, bà còn quan tâm chỗ ngồi ở đâu sao? Ta ngồi dưới đất ăn cũng được. Cách Cách, trong hoàng cung ở đâu cũng có quy tắc, ngoài lễ nghi không được nhầm lẫn ra. Không được nói lung tung, chỗ ngồi không được ngồi sai vị trí. Vậy thì ngồi ở đâu bà mau nói nhanh đi. Trong bàn tiệc cần phải hướng bên trái chủ, cũng chính là chỗ ngồi đối diện của cửa lớn, là chủ. Cho nên chỗ ngồi lớn nhất trong bàn tiệc thuộc về người có địa vị cao nhất. Cho nên chỗ ngồi đó đối diện với cửa lớn gọi là chủ tiệc. Cái gì mà chủ tiệc khách mời chứ? Tóm lại ở đây ta lớn nhất, ta ngồi đối diện cửa chính là được chứ gì. Ngon quá. Đói muốn chết. Cuối cùng cũng được ăn thôi. Ngon quá, ngon quá. Bà tới đây ăn chung đi. Ta biết rõ, chắc chắn các người đang rất là đói. Một bàn đầy thức ăn như vậy làm sao ta ăn hết được đây. Nhanh 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 nhanh, mau ngồi xuống ăn đi. Mệt chết là chuyện nhỏ, đói chết là chuyện lớn. Cách Cách, xin mời buông đũa. Tại sao phải buông? Ta đã học hết quy tắc rồi, nên bây giờ ta có quyền ăn. Ngay cả ăn mà bà cũng làm khó sao? Việc ăn uống cũng cần phải có quy tắc. Đồ ăn đang ngậm trong miệng thì không được nói chuyện, càng không được kêu nô tài ngồi xuống ăn chung. Nô tài chính là nô tài. Cách Cách thân phận cao quý, cho nên không thể ngồi ngang hàng với nô tài. Như vậy là phạm đại kỵ. Cách mà Cách Cách để đũa như vậy cũng không đúng. Đũa không được chéo như vậy, không được đụng vào chén để phát ra âm thanh. Nhớ là khi uống canh, Cách Cách nhớ không được để phát ra tiếng. Cách Cách, mời để đũa xuống, làm lại lần nữa. Ta không làm nữa là được chứ gì? Vì mà Hoàng Châu Cách Cách, từ lâu ta đã không muốn làm rồi. Cái quỷ quái gì chứ? Chỗ này bái, chỗ kia bái. Quỳ như vậy không đúng, ngồi cũng không đúng, cười cũng không đúng, nói cũng không đúng. Bây giờ ngay cả ăn ta cũng ăn không đúng nữa. Ta không thể chịu đựng sự bó buộc này nữa. Ta chịu đủ rồi. Ta đi đây. Ta
sẽ không trở về nữa. Người đi đâu vậy? Không cần nữa, búi tóc ta không cần nữa, sợi châu này không cần nữa, qua tay ta cũng không cần, các kim cương châu báu này ta cũng không cần, đôi hài này ta cũng không cần. Ta không làm nữa, không làm lại được chứ gì. Cái gì mà Hoàng Châu Cách Cách, ta sắp thành heo quay Cách Cách rồi. Tiểu Yến Tử, con này làm cái gì vậy? Cuối cùng chuyện này là sao Dung Mama? Có nô tỳ. Không phải bà bên cạnh Cách Cách sao? Tại sao lại dạy Cách Cách ra bộ dạng này? Búi tóc hài đều bay tứ tung. Cuối cùng là có chuyện gì? Nô tỳ đáng chết, không dạy được Hoàng Châu Cách Cách. Tiểu Yến Tử, con làm như vậy là sao đây? Cho con học quy tắc, tại sao càng học càng tệ vậy? Con nhìn bản thân mình đi, y phục sọc sệt, đỏ mặt tía tai, ra thể thống gì? Hoàng A Mã, con muốn ra khỏi đây. Cái danh Cách Cách này con không làm nữa. Nếu như người muốn chặt đầu con cũng chấp nhận. Tóm lại, cần đầu lấy đầu, cần mạng lấy mạng đi. Con cho rằng Cách Cách là cái gì? Tùy ý con muốn làm thì con làm, không muốn làm thì không làm. Người đâu, bắt Hoàng Châu Cách Cách lại cho trẫm đi. Dạ. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, người muốn chém đầu của con thật sao? Ngang ngược như vậy, gan dở như vậy, trẫm đã nhẫn nhịn con rất nhiều rồi, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Trẫm không có muốn lấy đầu của con, trẫm chỉ muốn dạy dỗ con. Phạt phải đánh 20 heo. Dạ, dạ. Hoàng A Mã xin bớt giận. Hoàng Châu Cách Cách là cành vàng lá ngọc, với lại còn là thân nữ nhi, hay là không chịu nổi bị đánh đâu. Hay là đổi hình phạt khác có được không? Hoàng thượng nhân từ, Ngũ A Ca nói rất đúng. Cách Cách không như nam nhi, không phải nô tài, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Đúng đó, đúng đó. Hoàng thượng, Hoàng Châu Cách Cách sức khỏe yếu ớt, làm sao có thể chịu đựng nổi chứ. Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ lại. Hoàng thượng, Hoàng thượng, con đã biết sai chưa? Sai lầm lớn nhất của con chính là không nên làm Cách Cách. Đánh cho trẫm, không ai được phép cầu xin. Dạ, dạ. Còn đợi gì nữa? Đánh đi, trẫm muốn chính mắt thấy các người đánh. Đánh thật mạnh vào, đánh thật mạnh vào. Con đã biết sai chưa? Con hoàn toàn không sai, nhưng mà con rất đau. Hoàng A Mã, sao người có thể đánh con rồi ép con nhận sai chứ? Con học mấy quy tắc đó mới là sai lầm. Đánh, đánh thật mạnh vào. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, xin người hãy nương tay Hoàng A Mã. Đánh thêm 20 heo nữa. Con đã biết sai chưa? Con không sai, không sai, hoàn toàn không sai. Đánh tiếp, đánh từ khi Cách Cách nhận sai đi. Hoàng thượng, Hoàng thượng không thể đánh. Tại sao không thể đánh? Trung Hoa là một nước văn minh, khắp nơi ngưỡng mộ, sao có thể dùng miệng với một cô nương? Đấy nữa e là cô ấy sẽ mất mạng đó. Hoàng thượng đã quên nhiều điều tốt của cô ấy sao? Chăm dạy dỗ con gái của Hoàng mình A Mã, không cần một người nước ngoài như ngươi xen vào, không có liên quan đến ngươi. Tránh ra. Hoàng A Mã, nếu như người vẫn muốn đánh, Vĩnh Kỳ đồng ý chịu thay cho Hoàng Châu Cách Cách. Dù gì con cũng là nam nhi, con có thể chịu được. Hoàng thượng, đánh chúng nô tài đi. Hoàng thượng là lỗi của nô tài. Hoàng thượng, đều là lỗi của nô tài. Hoàng thượng hãy tha cho Cách Cách. Nô tài da dày, đánh nô tài đi Hoàng thượng. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng đánh lắm. Xin Hoàng thượng tha mạng. Hoàng Châu Cách Cách là Cách Cách tốt nhất trên đời này.
Hoàng thượng trước giờ chưa từng đánh Cách Cách, đánh chúng nô tỳ đi. Hoàng thượng, nô tài nô tỳ 6 người, mỗi người chữa 20 hèo, cộng lại tất cả là 120 hèo. Đánh nô tài nô tỳ, hoàng thượng được thêm 100 hèo. Xin người tha cho Cách Cách. Hoàng thượng, nô tài nô tỳ tổng cộng có 6 cái mông, xin được tình nguyện chịu thay cho Cách Cách. Tiểu trang tử đã từng luyện công phu nên chịu đựng nổi, muốn đánh xin hãy đánh nô tài, đừng đánh Cách Cách nữa mà hoàng thượng. Hoàng thượng, xin hoàng thượng đó. Đám nô tài các người muốn bị đánh lắm phải không? Được, chẳng đánh luôn các ngươi. Hoàng em ạ. Hoàng thượng, đánh một con trẻ đau lòng mẫu thân. Mẫu thân của tiểu yến tử trên trời nhìn thấy được chắc sẽ đau lòng lắm. Hoàng em ạ, người hãy nể tình của mẫu thân tiểu yến tử, tha cho tiểu yến tử đi. Mẹ, mẹ cứu con với. Mẹ, sao mẹ lại ra đi sớm như vậy? Tại sao mẹ bỏ con lại một mình như vậy chứ? Mẹ đang ở đâu? Nếu như con có nhà, con sẽ không ra nông nỗi này đâu. Mẹ, đừng đánh nữa. Minh Nguyệt thấy hả? Bà tới xem Cách Cách đi. Dạ. Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử. Bây giờ con biết câu Quân Vô Hí Ngôn có nghĩa gì rồi chứ? Đừng có thử lòng kiên nhẫn của trẫm. Trẫm trịnh trọng cảnh cáo con, còn nói không làm Cách Cách, không tuân thủ quy tắc, trẫm sẽ không tha cho con. Nếu con còn dám quậy phá thì trẫm sẽ lấy mạng của con luôn. Con đừng nghĩ trẫm hết lần này tới lần khác bao dung con, con có nghe không? Trại hộ trại báo, mau mời hộ thi y tế chữa cho Cách Cách, và nhớ rằng họ đem tử kim hoặc quyết đan thượng hạng tới đó. Dạ. Dạ. Lệnh phi, nàng tới đây một chút. Thầy trẫm chăm sóc nha đầu đó và giải thích lý lẽ cho nó hiểu. Thần thiếp đã hiểu rồi. Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, muội có sao không? Bây giờ Hoàng A Mã và Hoàng hậu đã đi hết rồi. Nếu như trong lòng muội cảm thấy buồn thì muội cứ khóc thoải mái cho thật lớn, đừng có đè nén trong lòng. Thì ra làm Cách Cách khổ sở tới như vậy. Cách Cách nói gì vậy? Nói là thì ra làm Cách Cách khổ sở như vậy. May là người bị đánh không phải là Tử Di. Không gian rộng lớn này, hoa dại mộc mạc đơn sơ, thế giới này bỗng trở nên càng ngày càng đẹp hơn. Thế giới này cũng vì có muội, nó mới càng ngày trở nên đẹp đẽ hơn. Miệng lưỡi ngọt quá đi. Lời nói thật lòng lại bị muội nói thành khoa môi múa mép. Muội du oan cho ta là sỉ nhục ta, đáng phạt. Phạt làm sao đây? Tử Di, chờ ta với. Bắt không được muội đâu. Tử Di. Nhĩ Khang, huynh nhìn mặt trời lặn kia. Mặt trời xuống núi, qua khắp nơi. Dựa vào trăng trời, thường hội tụ. Huynh lại muốn chơi nối thơ sao? Không, đây không phải là câu thơ, mà đó chính là lời thề của huynh. Những lời chúng ta nối thơ trước đây
những lời nói trong lúc này và cả khoảng thời gian chúng ta có với nhau, gồm mặt trời lặn, hoa dại và cả thảo nguyên. Đây chính là nhân chứng cho hai chúng ta, là lời hứa Quynh dành cho muội. Từ đây về sau, muội là Tử Di, Quynh là Tử Di Lan. Cho dù có gặp phải khó khăn như thế nào, chúng ta cũng không xa rời, có biết không? Sao tự nhiên Quynh lại nghiêm trọng quá vậy? Lời hứa, đó là một việc làm vô cùng nghiêm trọng. Muội có đồng ý hứa với Quynh như vậy hay không? Lời hứa quá nghiêm trọng, muội sợ không gánh vác nổi. Đừng nghiêm túc như vậy, hãy để chúng ta cùng say trong khung cảnh này đi. Này, đừng quên tôi. Cách chữa trị này đúng không? Hoa này có độc hay không? Đừng quên tôi làm sao có độc được. Nè, để Quynh băng lại cho. Quynh không cần làm quá như vậy đâu. Hoàn toàn không có gì hết. Không sao mà. Chẳng qua là một vết thương nhỏ thôi. Hoa đừng quên tôi này, không cần dùng tới đâu. Cần dùng chứ, cần dùng chứ. Cũng mày có đừng quên tôi. Đừng quên tôi. Đừng quên tôi. Tiểu Yến Tử. Cái gì? Quynh tin giữa người với người có linh cảm với nhau không? Tay của muội không có sao, nhưng mà Tiểu Yến Tử đã xảy ra chuyện rồi, nói không chừng cũng đã bị thương. Tiểu Yến Tử, con phải để cho thái y chữa trị. Nếu không làm sao bốc thuốc được. Con cố chịu như vậy cũng không phải là cách hay. Vết thương cần phải thoa thuốc thì mới khỏi được. Cách cách, thôi đừng giận lẫy nữa, nghe lời đi ha. Cách cách, miệng của người khô hết rồi, người uống chút nước đi. Thuốc tới rồi. Cách cách, đây là thuốc an thần. Hồ thái y nói sau khi uống thuốc tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Nè nè, đừng ai đụng vào ta hết, cứ mặc ta đi. Làm sao không lo cho được? Bị thương như vậy không lo không được đâu. Hay là như vậy, mọi người sẽ dùng mền để che kín người con lại, chỉ để lộ vết thương cho thái y coi thôi, có được không? Ta biết rõ vết thương của con thật sự rất ngại để người khác nhìn thấy, nhưng không làm như vậy thì không được. Hay là con để cho ta nhìn trước, sau đó ta sẽ nói lại với thái y. À,
À, ta không đụng, ta không đụng. Con cũng đừng đụng vào, đụng vào sẽ bị đau đó. Cách cách, cách cách tốt của mọi người. Người không để cho Lĩnh Phi nương nương nhìn, người để cho hai đại mỹ nữ nhìn có được không? Người để cho hai đại mỹ nữ hầu hạ người có được không? Cách cách, chúng ta có cửu độc quá ứ cao, còn có tiêu trùng tán. Ngoài ra còn có cao dáng tây dương của họa sư đem tới. Ít nhất cũng phải dùng thử một thứ. Minh Nguyệt Thái Hà, Lạc Mai Đông Tuyết, chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh. Y phục đã dơ rồi, nhất định phải thay ra ngay. Mọi người nhớ phải cẩn thận, đừng làm cách cách đau ha. Đừng đụng vào ta, không ai được đụng vào ta hết. Không ai được đụng vào ta hết. Nương nương, tâm trạng của cách cách sao rồi? Khuôn mặt trắng bệch, giống như không còn một giọt máu. Cho thần vào bắt mạch có được không? Không được bắt mạch, không được xem gì hết, không được xem bất cứ chỗ nào hết. Nếu như ai dám nhìn vào ta thì ta sẽ rời khỏi đây ngay, ta sẽ về nhà ngay. Cách cách cẩn thận đó, đừng có đụng vào ta, đừng có đụng vào ta.